Level 9 hết tiền, không lên được 10 thôi chết rồi. Có bom kia nó đặt kia. Chắc có lổ một phát là chết hết. Mẹ. Cái gì kia, còn Dash Spirit ạ. Dash Spirit 2 sao. Mẹ ơi, Dash Spirit 2 sao bom 3. Hai con máy bay với cả hai con, hai con ca lông 2 sao, toàn 2 sao trong bộ Goblin thì đỡ thì đéo được. Xong rồi. Ok, đã bắt đầu phù phát không mất máu. Phù phát thứ hai bắt đầu mất máu. Ôi nhưng mà A Long có vẻ như là bây giờ mất máu kinh quá. Nào có mất được nữa không? Không mất được nữa. Lại một cái cú lật kèo, con này chắc chắn nó mất hai máu rồi. Con này nó khỏe quá. Càng ít máu thì cái càng phép nó càng cười. Trận đấu kết thúc và A Long giành chiến thắng. Ok, hello, chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Và tôi là Tuấn Cơm. Tôi xin trịnh trọng thông báo với các anh em là hôm nay đã là thứ 6 rồi nhá. Vậy là chỉ còn có ngày mai thôi. Ngày mai chúng ta sẽ quay trở lại với cả cái giải đấu Game Today Premier League anh em nhá. Đó là một trong những cái giải đấu mà theo nhiều người đánh giá, theo nhiều người nhận xét thì nó là cái giải đấu auto chat mobile uy tín và lớn nhất hiện nay anh em nhá. Uy tín và lớn nhất hiện nay, quy tụ rất nhiều những coi như là game thủ xuất sắc nhất Việt Nam trong cái thời điểm hiện tại anh em nhá. Thế nên là các anh em mà quan tâm đến cái giải đấu này cũng như là yêu thích cái bộ môn auto chat thì anh em có thể là ấn nút đăng ký, ấn vào cái chuông để theo dõi trực tiếp cái giải đấu vào 20 giờ ngày 24 tháng 7 anh em nhá, tức là ngày mai đấy, ngày thứ bảy nhá anh em nhá. Chúng ta sẽ đến với cả loạt trận lượt về. Đấy, chứ còn loạt trận lượt đi thì đã qua rồi. Chúng ta đã hết cái loạt trận lượt đi. Và như anh em cũng đã biết, anh em mà theo dõi thì đã biết là Lam Chin, một trong những cái game thủ cực kỳ xuất sắc với 3 trận top 1 và đang dẫn đầu bảng. Đấy, ai là fan của Lam Chin thì comment nhá, hãy để lại cái comment của anh em ở phía dưới video clip này. Đấy. Còn bây giờ không chần chừ gì nữa, bắt đầu game thôi anh em. Nghe nói là anh em sau cái buổi update là các anh em rất là thích chơi Goblin Max. Trong số các anh em đang xem kênh, đang xem thì có anh em nào mà chưa chơi Goblin Max không? Trong cái meta mới không? Đã có anh nào mà chưa chơi tí nào không? Chưa chơi một trận nào không? Đấy, có các anh em chơi rồi thì anh em cho tôi hỏi là anh em có thấy là ok không? Đấy, anh em có thấy nếu mà chơi kết hợp với cả cái con tường mới, cái con game ấy, con game ấy, game mèo ấy, con mèo game ấy, anh em thấy là có ok không? Đấy, kinh nhở, kinh đúng không? Ừ, kinh. Rồi, hôm nay chúng ta lại tiếp tục nha, chúng ta lại tiếp tục chơi mèo. Chơi mèo trận này là có máy bay, có bom, rồi còn có cả con gì, có cả con cá lông. Đấy. Vì thế nên là chơi Goblin rất là ok ở trận đấu này. Rất là ok luôn. Khởi đầu game thì cũng rất là tốt đẹp nhá. Anh em có thể thấy là ở đây tôi có hai sao breaker là một trong những con khá là mạnh dạo đầu game. Đây rồi, Goblin đây rồi, cứ mua Goblin thôi anh em ạ. Tầm này thì chỉ cứ Goblin mà chơi thôi, mua thôi đúng không? Có gì đâu. Xem đồ nào. Thôi chết rồi. Đồ này không có ma lăng anh em ạ. Thôi được rồi, tôi cứ lấy trước cái gậy vậy. Chán thật, không có ma lăng. Thôi lấy trước cái gậy phép, đang làm trả chơi Goblin. Tí nữa một cái giữ lại để ghép cái gậy hack. Một cái giữ để ghép cái xung kích. Thế là xong. Thôi chết rồi, con AM nó... Thôi chết rồi, cái con Heaven Bomber của tôi nó không tung được trưởng kia. Mẹ ơi. Ngay ván đầu ba Goblin thua. Không 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 không.
Ăn được, ăn được, ăn được. Bắp giáp vào con nào như bắp giáp vào sao Breaker thì vô địch rồi anh em ơi. Đấm chết nó, 1.2 luôn. Giáp to anh em ạ, 15 giáp, hồi máu 10 máu giây. Rất khỏe. Cho con game đi. Ui rồi, ồ. Cho hai con Whisper Seer với một con cây à? Ơ, thế là như nào? Như nào đây? Goblin lừa rồi. Anh em ơi, Goblin, chắc Goblin lừa. Có lừa không nhỉ? Bán bớt đi, up cấp vậy. Tầm này phải up cấp thôi. Đang khỏe anh em ạ. Goblin liệu có lừa tôi không? Rồi ok, round này chắc là ăn được thôi. Mà nói chung là cái tầm này ấy, chơi rank, anh em có nhận thấy một cái điều là chơi rank bây giờ thì có 8 nhà chơi thì cũng phải đến 6 thằng chơi Goblin không? Liệu rằng cái trận đấu này có nó có lịch sử lặp lại? Ôi, cái gì đây? Sang Linh Astro hai con Grimchok. Ra Grimchok rồi này anh em này. Ô, 9 hẹp à? 9 hẹp à? Tôi thì tôi lại thực ra thì tôi thích là chơi cái con tướng mới cơ. Đúng là kiểu tâm lý chung ấy, bây giờ mình ra cái con tướng mới, ra cái line up mới là thích chơi hơn. Chứ còn không thích chơi cái bộ này lắm. Nhưng mà nó ra tới tận hai con Astro, hai con Sailing Astro, khỏe chứ. Anh à, lại còn ra cả Grimchok. Grimchok là cái con là co ở cái bộ 9F rồi. Ra Grimchok mà đi 9F thì lại ok luôn. Ơ mà vô vẩn thua round này rồi. Thôi chết rồi, thua round này mất. Đúng thật. Nó có 3 Hunter khỏe hơn anh em ạ. Thế là round này là cũng không có chuỗi thắng này, cũng không có tiền này. Vậy là không đủ tiền mua hai con thỏ rồi. Thế phải bán đi thôi, phải bán bớt đi. Nếu mà muốn mua thỏ thì chắc phải bán hai con đi. Thôi được. Nói chung là nếu mà ra cặp thỏ. Úi rồi ôi, tôi vừa mới định nói là nếu không mua thì ngu. Đúng là khôn thật. Tôi bảo rồi, mẹ không mua thỏ lại ngu người. Đang định nói là ra hai con thỏ mà không mua thì đúng là ngu người. Đúng thật luôn, chắc là không chơi Goblin được trận này rồi. Thôi được, thôi được. Thế trận này chúng ta sẽ chơi 9 hẹp anh em nhá. Chúng ta sẽ chơi 9 hẹp đi. Nhưng mà không có ma lăng. Không có ma lăng nhở. Không có ma lăng hơi toang đấy. Mà trận này chơi 9 hẹp, nó ra form bài 9 hẹp rồi. Không chơi thì lại ngu người. Thôi chơi đi. Chơi đi, Goblin 9 hẹp và kết hợp với cả cái con game cũng không được. Con game nó kích hoạt một tộc thôi. Một con nào đó kích hoạt hệ tộc rồi, không được, không kích hoạt được. Tức là nếu mà chơi, xác định chơi ui, cái gì đây, gấu này. Ờ, gấu hay là 9 hẹp à, 9 hẹp à. Đây đủ bộ 9 hẹp này, thiếu một con hẹp nữa thôi. Ra cả gấu luôn. Con gấu này chắc tôi nghĩ là tôi chỉ để up cấp thôi. Để tôi up cái bộ đuôi cho nó nhanh. Nhưng mà thôi, cho gấu vào ở round này cho nó khỏe. Tạm thời cho gấu vào, con này nó cũng sẽ khỏe giai đoạn này. Lấy tạm gấu tí bán đi anh em ạ. Trận này chơi 9 hẹp, đội viên ma lăng ở round 10. Ok. Đấy, nhưng mà tôi chỉ sợ là chơi 9 hẹp và gặp Goblin có vẻ hơi toang. Bởi vì meta mới rất nhiều người chơi Goblin anh em ạ. Anh em, nếu mà anh em trải nghiệm cái meta mới anh em cũng biết, vào tranh nhau chơi Goblin thôi anh em ơi. Bởi vì hiện tại cái bộ mech ấy nó ra rất dễ. Bộ mech thì thực ra nó chỉ cần là ra một trong hai con 5 tiền thôi, con bom hoặc con máy bay thôi là được anh em ạ. Và trận này này anh em này, tôi khẳng định rất nhiều người chơi Goblin, thấy không? Anh em thấy không? Có thằng còn chơi Goblin gấu nhá, ghép gấu vào luôn. Vớ vẩn này, combo đẹp mà vẫn thua này. Ô kìa, không. May quá anh em ơi. Tôi lại cứ tưởng là combo liên tục rồi, chết. Trứng. Dã man, trứng đập cái gì đấy? Trứng đập cho cái gì đấy? Trứng đập cho gấu à? Trứng đập cho gấu để đánh chuỗi thắng à? Ây à. Phân vân quá nhở. Chết thật. Bài này phải chơi Goblin mới khỏe. Ra Goblin thôi được rồi.
Ra con Goblin như phải ngon không? Up cấp pha đã. Bây giờ lại ra con gấu 2 thì thôi được rồi. Tôi cũng đập trứng tôi lấy chuỗi thắng thôi anh em ạ. Từ từ đã, chắc vẫn chơi 9 mét thôi. À chơi 9 ẹp thôi, chơi 9 ẹp thôi. Tí chơi 9 ẹp. Lấy tạm con gấu vào cho nó khỏe. Tí nữa đủ bộ thì là đây này, thằng này chơi này, chơi Goblin kết hợp ra con game rồi. Con game nó khỏe lắm anh em ạ. Nếu mà anh em chưa chơi cái con game đấy và cũng chưa biết chơi cái con game đấy, hoặc là chưa biết là cái skill của nó có tác dụng gì, anh em có thể xem clip mới nhất của tôi nhá. Cái clip trước clip này đấy, tôi đã giải thích rất rõ về cái skill của nó rồi, cũng như cái hệ tộc của nó rồi đấy, anh em có thể quay lại anh em xem nhá. Ui mẹ, trận này chưa biết nhở. Lại ra chó này. Thôi được rồi, ở level chúng ta lên level 7, chúng ta cho con chó vào thì có thêm hệ beat cũng khỏe anh em ạ. Beat kết hợp với cả mấy cái con đẻ này nó cũng đấm nó cũng đau hơn. Đấy, xong rồi đẩy đối thủ nhanh hơn. Đúng rồi, trận này là phải đẩy nhanh anh em ạ. Giai đoạn đầu cấu tí máu nào hay thì đấy. Cấu càng nhiều máu ở bọn cái bọn mà chơi Goblin càng tốt. Tôi nghĩ là như thế. Trước khi bọn nó kiếm được đủ bộ Goblin, chúng ta phải cấu máu, cấu thật nhiều máu. Càng nhiều càng tốt cho đối thủ sợ phải roll sớm đi. Không giữ lại tiền. Trận này chắc là phải xả nhiều anh em ạ. Nào, có cho viên ma lăng không? Đây rồi, hay lắm. Ma lăng là chơi được 9 ép rồi. Đây này, có Doom này. Ờ, được, ngon, 9 ép đây rồi. Hay lắm, nhưng mà thiếu cái Blink. Thôi được rồi, tôi cứ ghép cái xung kích trước. Lấy xung kích để combo với cả thỏ anh em ạ. Lấy xung kích trước. Đằng nào cũng đang có chuỗi thắng. Tuy nhiên cái lượng tiền nó là hơi thọt đấy nhá. Cho Doom vào mất Demon à? Hay như này. Thôi rồi, cho xung kích cho thỏ vậy. Doom nó vẫn có cái gì đấy nó tín hơn anh em ạ. Tín hơn cái đợt bộ beat ở đây. Chém lan, lấy chém lan. Ok. À hay là mình chơi beat nhở. Thực ra beat mà gặp Goblin là có toang lắm không nhở. Beat khá là sợ Goblin đấy. Bọn Beat này nó sợ nhất Goblin khi mà cái giai đoạn nó ra là cái con bom 2 ấy. Con bom 2 với con máy bay thực ra nó nổ một phát là nó toang hết cả dàn Beat rồi. Còn sống đúng một con này anh em ạ. Con cò sau đó dàn còn lại solo. Ủa thôi xong rồi, ra sâu này. Chơi Beat à? Đánh liều chơi Beat. Beat thì thiếu khá nhiều đồ đấy. Bây giờ mới ghép được chấm lan thôi. Ây à, khó nghĩ nhờ. Ra cả sâu cái. Thôi được rồi, chơi Beat đi. Bán luôn Grim Choke thể hiện coi như là quyết tâm chơi beat. Ok, bán luôn. Có sai không nhỉ? Không, tôi nghĩ là không sai đâu. Linh cảm tôi đã chính xác rồi, bán luôn. Bán hết anh em nhá. Sẽ chơi beat. Tôi có một cái linh cảm trận này chơi beat. Bởi vì nếu mà chơi ép ý anh em ạ. Nếu mà nó ra hai cái viên ma lăng ấy thì cái việc chơi ép của nó ok hơn. Đây đều có ma lăng. Ra đồ có chém lan thì thôi lấy luôn anh em ạ. Chém. Ok. Ok. Mặc dù là có thỏ 2 đấy, có thỏ 2 ra cây đấy, nhưng mà không. Tôi nghĩ là chơi beat. Chơi beat. Ui, lại ra Grand Herat này. Lên 7 thôi nhỉ. Lên 7 thực ra cho sâu này vào nó vẫn chưa có đủ cái bộ beat ấy, bốn beat ấy. Nó vẫn kiểu nó bị yếu ấy. Nó cũng chỉ là thêm một con cờ thôi nhưng mà nó không kích được cái gì cả, nó cũng không thêm được cái synergy nào cả. Đấy, ước gì mà tôi đang đợi là một cái con kiểu dạng như là Warlock vào thì hay. Warlock vào thì tốt. Thôi được rồi. Cho thêm một con gọi là tăng độ đẩy thôi, tăng độ đẩy. Mỗi lần cấu thêm một máu thì cũng được. Ui, sao thằng này khỏe này. Ăn được không? Ăn được không? Trận này có vẻ có rất nhiều thằng chơi đấy nhá. Rất nhiều người chơi cái con game với cả bộ Goblin nhá. Con mới, con mèo ấy, con mèo đấy, con mèo. Hay à. Đẩy một phát 10 máu đối thủ sắc phải coi như là chửi thầm.
Cái thằng top 1 3 Hunter này, 3 Hunter 3 ẹp, 3 Hunter 3 ẹp. Nhiều 2 sao quá nhờ. Chưa gặp. Chưa gặp. Hy vọng là round này không gặp. Đừng có gặp round 14. Để round 15 tôi xả tiền. Đừng có gặp round 14 nhá. Thôi chết mẹ gặp rồi này. Nhưng tôi rất tiếc, đã xếp counter rồi. Ờ làm sao qua được mắt tôi. Nhưng tôi rất tiếc. Cớ để con gấu ở phía bên cậu. Con gấu để ra con gấu sớm. Ờ như nào. Cắt chuỗi luôn. Hay quá. Chơi cái gì mà vào trận nó toàn goblin. Ghét nhỏ. Ghét nhỏ. Ờ ở đây chúng ta có thể là cho warlock vào cũng được nhá. Nhưng mà cho warlock thì bán con gì nhỉ? Bán thỏ à? Như này cho tròn tiền anh em ạ. Mặc dù là chúng ta có thể bán con cây. Nhưng mà thôi con cây kết hợp với bộ bít cũng khỏe. Trận này tôi sẽ cố gắng là đẩy thật nhanh em nhá. Đẩy thật nhanh cho nó bỏ ghét. Bỏ tức. Tức thật đấy. Vào trận đầu thì mà mẹ mọi người cứ chơi. Cứ chơi goblin với cả mech. Mẹ cứ chơi goblin với mech rồi. Tranh nhau chơi ạ. 6 thằng chơi goblin mech ạ. Làm đéo mà chơi nhiều đấy. Đam mê đấy. Chơi ít ít thôi để người ta còn chơi với chứ. Cứ thích tranh nhau mech thôi. Ghét thật. Nhưng mà nói thế thôi chứ con game mẹ lit game nó cũng clear nhanh lắm đấy anh em ạ. Như kiểu chơi kiếm hai con game 2 sao ấy, 3 sao ấy, sorry anh em. 3 sao lên được con game 3 sao vào thì nó clear cái bọn beat này 1 phút mốt thôi. Phải đẩy thật nhanh trước khi quá muộn. Đẩy rồi. Thêm một con gấu up cấp. Up 8. Kết hợp với cả bộ Insectoid chúng ta có thêm một cái gọi là cái con nó hiến tế ấy, cũng được. Ok. Đẩy càng nhanh càng tốt nên có khi là trận này tôi sẽ lùi lên cây. Lùi lên cây lên 3 sao xong rồi tôi đẩy của nó. Thiếu cái Blink nhở. Trận này mà ra Blink thì lại phí. Lại tiếc cái bộ 9 ép cho mà xem. Thôi rồi. Cứ từ từ đã. Chưa việc gì phải lấy đồ cả. Thì nữa nó ra một con dao hoặc là một cái ngọc ma lăng thôi thì chúng ta sẽ biết là chơi cái gì, lấy cái gì nhá. Trận này có cả gót này. Gót mết. Trận này có cả gót mết. Rất là tuyên dương các anh em mà chơi những cái đội hình này như thế này. Các anh em bỏ goblin đi à, tôi rất là thích chơi. Tôi rất là thích chơi các anh em đấy. Đấy. Chơi như thế thì người khác còn chơi đấy chứ đúng không? Người khác còn chơi mech, còn chơi goblin. Đây rồi. Có khi lại có một cú quay đầu không nhỉ? Roll mấy cái nào. Thêm con game đi. Luôn cây lên 3 nhỉ. Trận này không chơi được goblin. Roll hết tiền không nhỉ? 11 này. Thôi từ từ đã anh em ạ. Bình tĩnh đã. Chuyển lại chơi goblin chăng? Đã ra con game rồi này anh em này. Ra được chúng ta ra được một con goblin rồi. Đấy chính là con Velomancer. Theo anh em thì tôi có lên chơi goblin không? Chúng ta đã có một cái bộ bài mà đã có tới 4 con thuộc bộ goblin rồi đấy. Đấy chính là con Velomancer. Con mèo, con mèo con game đấy. Con game đấy với cả con gì? Hai con wizard để kích huệ. Đéo ra goblin, goblin đâu? Mày ở đâu? Đây rồi, không chơi nữa đâu. Tôi chơi bit thôi. Lừa hết anh em ạ. Goblin lừa. Luôn hết tiền em nào. Rồi. Chúng ta có đủ bộ bit rồi nhá. 6 bit rồi. Vì thế tôi nghĩ là chúng ta sẽ không chơi goblin nữa. Ok. Thế thôi. Không chơi goblin nữa, bây giờ chơi beat. Tôi định chuyển sang goblin. Nếu mà tôi vừa lấy tôi roll roll mấy cái ra con bom thì có khi là tôi chuyển sang goblin đấy. Nhưng mà nó đéo ra anh em ạ. Tôi roll hết tiền nó không ra con bom.
Đấy, mặc dù là tôi cũng đã rất là cẩn thận, tôi giữ mấy cái con quy giặt ở phía dưới, rồi tôi vẫn giữ cái con Velomancer, nhưng mà nó không ra Goblin anh em ạ. Thực ra là ra con bom. Úi dồi ôi, thôi nhá. Thế này, cái cú này là cái cú chốt rồi nhá. Cái cú chốt là không chơi đây rồi. Vậy ở đây nó sẽ là cái cú chốt. Chúng ta chơi beat thôi, không chơi Goblin nữa anh em ạ. Tôi cẩn thận, tôi giữ lại để tôi xem nó có ra con bom không thì tôi chơi, nhưng mà nó không ra thì thôi. Chúng ta dồn đồ cho con cây này thôi. Đẩy cho nó nhanh. Cây nhỉ. Thôi bán đi. Trận này thì ra chơi 9 hẹp thì cũng không ok đâu anh em ạ. Chơi 9 hẹp cũng không ok lắm đâu. Từ đấy giờ tôi roll ấy, nó cũng mới chỉ ra thêm được một con Grim nữa thôi, chứ nó không ra Doom. Còn tôi thấy nó ra toàn beat đây này. Ra gấu khá nhiều. Ra gấu rồi ra bộ beat khá nhiều. Trong khi bộ ẹp ấy thì nó cũng không ra cây bố. Thôi bán Doom đi anh em ạ. Không chơi Doom nữa. Con này có bán không nhở? Velom thì thực ra lên level 9 cho vào. Lên level 9 cho vào. Đấy, có người chửi kìa. Có người chửi kìa. Đẻ nhiều có người chửi kìa. Anh em thấy bộ beat rất khó chịu nhá. Đá năng lượng khó chịu đấy, bắt đầu gây khó chịu cho một người nào đấy, cho ai đấy. Có khi em bán cái con ấy đi nhỏ. Bán con Velom đi, ở level 9 chúng ta kẹp cái gì? Kẹp thêm một con hiến tế nữa. Con cây hiến tế anh em ạ. Cần quá con Velom. Nhưng mà round này bán thì cũng chưa tròn tiền nên là không tròn tiền được. Blink đi rồi. Tôi cứ giữ lại đã. Lấy cái bơ linh cho cây. Phải đẩy bọn nó anh em ơi. Phải đẩy bọn nó. Cho biết thế nào là lễ độ. Chơi Goblin thì sợ nhất là beat ở giai đoạn giữa game đấy. Anh em ơi. Đây nó chính là cái đội hình. Nó phải gọi là counter. Counter meta luôn. Để tôi xem. Nhưng mà counter là counter ở giai đoạn giữa game thôi nhá. Chưa còn đến cuối game bọn nó full bom 3 sao với cả máy bay 3 sao. Tôi chịu. Cái tầm mà bây giờ bọn nó cũng chơi toàn kiểu dạng lết game máy bay 3 với cả bom 3 với cả các lông 3 thôi anh em ơi. Mẹ, lúc đấy thì chắc toàn đỡ gì nếu mà được. Thôi cố gắng anh em ạ, cố gắng đẩy game trước khi bọn nó có được những cái con đấy 3 sao. Chứ còn lúc mà nó lên, thôi xong rồi, cái gì thế kia, thỏ 3. Ui ôi, cái bọn gấu nó clear thì kinh lắm. Chết rồi, rào này thua mất rồi. Kìa, đéo đẻ được kìa, đánh thêm mấy cái lũa đi. Không xong rồi, ghét thế nhờ. Nó chơi cái line up gì đây? Ơ à, mất chuối. Còn mẹ. Ui thằng kia nó chơi cái line up gì thế kia? Khỏe thế kia? Saman kết hợp với cả game à? Line up lạ thế. Saman về game mà tiền 60 tiền nó level 8 kìa. Tôi hết tiền ở level 9 rồi. Có toang không nhở? Tầm này tôi đang có một cái ý định anh em ạ. Tôi đang có một cái ý tưởng cho cái clip này. Đấy là tôi sẽ làm gì anh em biết không? Tôi sẽ tận dụng cái hệ tộc của cái con game. Anh em ạ, Sivet, hệ tộc Sivet có khả năng triệu hồi thêm một con. Khi mà chúng ta có một cặp cùng cấp ở trên bản đồ, và tôi có một cái ý định, anh em biết ý định đấy là gì? Đấy là kiếm ra hai con gấu 2 sao và hai con cây 3 sao. Lúc đấy chúng ta trở thành một huyền thoại sinh lở, chiến thần đẻ đái, kẻ hủy diệt meta, ông hoàng siếc thú, chúa tể buôn ngoài. Và cuối cùng tôi chính là chủ tịch của tập đoàn động vật trên toàn thế giới. Kẻ lắm giữ bí kíp đẻ để thành công. Đấy nó chỉ là coi như là ước mơ thôi. Chứ còn bây giờ tầm này thì tôi vẫn chưa thấy có khả năng là đánh được bọn nó. Round 23. Tất nhiên là tôi vẫn còn 81 máu. Chúng ta liệu có thể đẩy được là không? Trận này tôi thấy là chỉ ăn được mấy cái thằng chơi
chơi gót các thứ, chứ còn đây có cả bộ ép bên này, 9 ép. Tương lai nó sẽ 9 ép. Hy vọng là đẩy càng sớm càng tốt. Mấy thằng này nó chưa form được bài, nó vẫn còn đang ở ép hăn thôi. Chúng ta tầm này chúng ta hết tiền đấy. Đang ít tiền quá anh em ạ. Đây rồi. Hay lắm. Đây nhá, nếu mà bây giờ chúng ta cho con game này vào là chúng ta có thể kết hợp được với thêm một con gấu nữa này. Đấy. Rồi xem nào. Tí nữa là phải thêm một con cây nữa anh em nhá, thêm một con cây nữa thôi. Thêm một con cây 3 sao là nó sẽ thành là hai con cây 3 sao. Ở level 10 đấy. Level 10 là thêm một con cây nữa, nó sẽ là tập đoàn sở thú của tôi. Để xem là chúng ta có thể là đẩy được nhanh không, trước ra 30 đẩy hết không. Chugo Berlin bắt đầu là form dần dần là đủ bộ ở đây. Đẻ ra, đúng rồi. Đúng rồi, anh em nhìn kia. Nó đẻ ra thêm con gấu. Đẩy sẽ rất nhiều máu đây. Anh em đoán xem nó ra bao nhiêu máu. Ôi dồi ôi. Mẹ, nó chắc là nó cũng phải rơi vào tầm 30 máu là ít. Có đá năng lượng này. Không biết là bây giờ mà thêm một con cây 3 nữa là sao nhỉ. Mà tôi còn đang có một cái tưởng tượng, đấy chính là cái việc là có thể lên được hai con gấu 3 sao. Ây da. Căng. Cái tầm này mà lên được con cây 3 sao xong rồi thêm hai con gấu 3 sao nữa thì bọn này chết hết với tôi. Cũng chưa biết là có chết không. Nếu mà sống sót được tới round thứ 30 rồi 35 thì bọn nó có thể form được đội hình, kiếm được cái con game 3 sao. Tôi thấy là cái tầm này thì tôi vẫn đang là cái người đang gọi là mạnh nhất, nhưng mà tí nữa thì chưa biết được. Để xem như nào. Chúng ta hiện tại đội hình nó chỉ là gọi là thế nào nhỉ? Nó gọi là cái gì? Nó gọi là chúng ta đẻ càng nhiều càng tốt thôi, chứ còn nó không có cái con co anh em ạ. Chính vì thế nên là hơi nguy hiểm. Co bây giờ lại là chính là cái con này, con cây. Mà cái con cây này nó lại không phải là con gây đam nhiều, nó chỉ là cái con mà nó gây khó chịu thôi. Nó đẻ nhiều nó gây khó chịu. Ôi tôi chết rồi. Chết mẹ, nhầm rồi. Mải chém gió tôi lại mua con cây này vào. Thế là nó hợp con gấu lại, chán thế nhở. Dark Spirit này. Mua Dark luôn. Cho vào có Warlock thôi cũng được. Tạm thời thì bỏ game ra vậy, bởi vì chả có cái con nào nó đẻ ra. Chúng ta phải có hai con nó cùng cấp sao cơ thì chúng ta mới làm được cái điều đấy. Thôi được, cho thêm Warlock vào vậy. Chán đời, quên mất. Mua, thực ra mua nó chỉ cần xuất hiện ở dưới cái hàng chờ thôi à, nó sẽ hợp luôn. Tôi quên mất cái điều đấy. Tôi cứ ngỡ là phải vứt lên bàn cờ nó mới có tác dụng cơ, nhưng mà không phải. Ơ vô lý nhở. Bình thường vẫn phải vứt lên bàn cờ mà. Chơi bộ 9 em phải vứt lên bàn cờ mà. Sao chơi cái bộ bit này nó lại không cần vứt nhở. Anh em có thể giải thích không? À chắc update rồi. Update là không cần vứt lên bàn cờ cũng vẫn đấy. Vẫn up sao. Ui giời. Thế nên không biết. Thực ra đây nó mới là cái trận thứ hai. Oh, Dark Spirit này. Dark Spirit 2 này có chơi không nhở? Không, nếu mà chơi Dark Spirit 2 ấy. Không. Tôi nghĩ là không. Tôi đang muốn nuôi một cái bộ sở thú cơ. Chứ tôi bây giờ tôi chơi Dark Spirit thì hết slot nữa rồi. Thôi. Không. Mua sở thú thôi. Roll thêm cây, roll thêm gấu đây anh em ạ. Không nha anh em nhá, không. Vẫn chưa được. Như này vẫn chưa được. Chưa được, quên mất vứt con Dust, phải giữ lại một con Dust Split. Sao mình cứ bị làm sao nhở, già rồi nó cứ bị lẫn hay sao nhở. Lý do gì mà lại vứt hai con Dust Split, phải giữ lại một con để kích Warlock anh em ạ. Nhầm rồi, thôi chết rồi. Gặp cái bọn 9m này, trận này có 9m. Ây da, đẩy kinh thế, bắt đầu yếu rồi, thôi xong, thế làm sao để ăn được bọn 9m ở đây. Roll mấy cái nữa em nào. Game. Mua con Unicorn, mua con Doom cũng được. Con Doom thì slot nào cho con Doom? Hết rồi. Lên 10 thì là cho thêm một con gấu nữa. Cho thêm một con gấu nữa thôi. Tức là Doom này không có slot. Thôi được, thế thôi. Tạm thời là
Chúng ta roll ở 9 này kiếm con cây 3 và con gấu, thêm gấu nữa anh em ạ, thêm gấu. Đưa lốt con unicorn lên 3 sao nữa. Là ok. Chắc là roll ở 9 thôi. Roll ở 9 kiếm con game làm co cũng được anh em ạ. Đùm thôi không chơi nhá. Không chơi để chúng ta kiếm một cái tập đoàn sở thú nào. Ui cái gì đây? Cái gì đây? Tôi chết rồi. Tôi không để ý cái thằng này, thằng mèo này. Nó tên là mèo và nó chơi con mèo. Ôi nó tên là mèo và nó chơi con mèo kìa. Anh em ơi nhìn kìa, nó đủ bộ goblin rồi và đúng như là những gì tôi dự đoán. Ui nó đẩy tôi 20 máu, 24 máu, mẹ 10 máu, mẹ nhiều máu quá. Ê có Sven. Có Sven nó chơi nhở? Tôi nghĩ là chắc là phải mua đấy. Tầm này tôi nghĩ là cái tập đoàn sở thú của tôi có khi là nó phá sản rồi anh em ạ. Thật sự là rất khó khăn. Tập đoàn sở thú của tôi đang đứng trước nguy cơ bị phá sản do dịch bệnh Covid. Đéo ra cái gì luôn này anh em ơi, cày thế nhờ. Rồn mãi không ra thôi. Đành phải cho Sven vào gánh đam. Mà cái con này bây giờ nó không có đổ thì nó đấm kiểu gì đây. Trời ơi vào trong chết luôn này. Khó nhờ. Ơ ra ngoài đẩy được tầng 9m đi một sải này. Hay quá. Nhưng mà hết tiền rồi. Làm sao để lên được 10 đây. Trời ơi ra con cây này làm gì. Tôi cần những cái con khác. Con gấu hiểu không. Con gấu để hiến tế này. Con cây 3 này. Khó khăn rồi. Cái mục đích ban đầu nó chính là chơi cái hệ Sivet ấy. Có cái con game anh em ạ. Để kiếm cái hệ nhân bản ấy cho nó đẻ cho nó nhiều ấy. Ví dụ ở đây là tôi đang định xác định là chơi hai gấu hai cây. Hai cây 3 sao và hai gấu 3 sao cho nó đẻ, cho nó tràn bản đồ. Nhưng mà tôi nghĩ là điều đấy nó sẽ không xảy ra với hai con bom này đâu. Mẹ ơi. Đúng là cái meta goblin rồi anh em ơi. Khỏe quá. Mà mẹ tôi nghĩ là cái con bom kia trước sau nó cũng lên 3 rồi. Rao này nó lại rao quái, nó luôn nó phát ra ba con bom nữa thì thôi, thôi. Trận này chắc top 2 này. Khó. Mà top 2 thì đéo được. Nhìn xem có giống với top 2 không? Tuấn ơi. Bây giờ phải hy vọng là cái thằng Goblin nó đấm hết bọn kia tôi vẫn còn sống được cơ. Bây giờ phải dồn đồ cho Sven. Nếu có đồ á, đồ đểu ấy, đồ ghép trước ghép đường mũi cái chấm lan. Còn cháo cái đéo gì. Thôi xong. Không có hút máu luôn. Không có hút máu đánh đấm kiểu gì đây. Không hút máu này. Đây này. Còn cái bọn này nó cũng kinh này anh em ơi. Cái đéo gì mà Lancer 2. Mà cái gì đây. Chơi Sivet 3 sao kìa. Sivet 3 sao kẹp cái gì kia. Ui Sivet 3 sao kẹp ấy. Ơ nhưng vẫn thắng này. Ôi rồi thì chung kết là gặp thằng Goblin rồi. Nhưng mà Goblin cái đéo gì kia. Bomba. Mẹ ơi bomba giáp băng. Đồ phun đồ. Bomba phun đồ rồi. Đánh cái kiểu gì đây. Đồ ghép như nào đây nhở. Chết rồi. Ơ nhưng mà cứ chơi như này chết đấy. Gấu này. Hết tiền rồi. 9. Level 9 hết tiền. Không lên được 10. Thôi chết rồi. Quả bom kia nó đặt kia. Chắc có lổ một phát là chết hết. Mẹ. Cái gì kia. Còn Dash Spirit ạ. Dash Spirit 2 sao. Mẹ ơi. Dash Spirit 2 sao. Bom 3. Hai con máy bay với cả hai con ca lông 2 sao, toàn 2 sao trong bộ Goblin thì đỡ thì đéo được. Xong rồi. Bộ này lỗi lắm luôn. Ơ, thế thì có cơ hội nha. Con này nó lên được 2 sao thì có cơ hội nha. Không sao. Tôi làm được, anh em cứ tin ở tôi. Tôi làm được. Sven 2 phải xếp thật khéo anh em ạ, xếp thật khéo cho tôi. Ghép lốt đồ đi. Ghép lốt đồ thôi. Thôi ghép lốt cái giáp anh em ạ, kệ. Chống hồi máu.
chém nhanh. Mà tí nữa là chắc là phải kiếm thêm cái hút máu vào mới được anh em ạ. Cho cái lỗ ở đây, hay lắm. Tôi counter nó rồi. Con bom ở đây, ôi chết rồi, vẫn ở lỗ. Mẹ. Nhưng không hiểu sao, nhưng không sao. Bây giờ thì sẽ không đặt được quả bom thứ hai đâu. Tôi sẽ giết được quả bom này trước khi nó đặt được quả bom thứ hai. Hay quá, thắng rồi này. Anh em ơi, phế được con bom là thắng. Ôi tôi chết rồi. Đệ chết rồi kia, có một mình xe Sven nó ăn được bọn này không? Nó còn ca lông. Trời ơi, đấm chậm đi rồi. Không nhấc được tay. Chém phát lửa. Chém phát lửa, chém đi. Đúng rồi. Ui, ui, ui. Anh em ơi, chém 3 phát, chết luôn. 3 phát là chết ca lông. Cái gì đấy, cái gì đấy? Bạn ơi, bạn chơi cái gì đấy? 3 con máy bay. Ui, thế kia được 3 con máy bay rồi. Nhưng mà thằng này chắc nó khôn anh em ạ. Không có chuyện lần thứ hai đâu. Lần thứ hai tôi nghĩ là làm thế nào để bắt được con bom ấy nhở? Khả năng cao là nó sẽ chuyển con bom đi đấy. Chứ nó không ngu đâu. Mẹ ơi, máy bay 3 kìa. Vai cứt thai con ca lông hay sao? Vậy là trong trận đấu sẽ có 3 con ca lông. Đấy, tôi biết ngay mà. Nó chuyển vị trí nó không ngu đâu. Thôi xong rồi. Quả bom, nó đặt một quả bom chết hết thằng bít luôn. Round này tôi sẽ bị đẩy khá khá máu đây. Căng quá bạn ơi, căng quá bạn ơi, căng quá bạn ơi, căng quá, căng quá. Thôi chết rồi, không được, không được. Nó toàn 3 sao này thì nó đẩy mình mất nhiều máu lắm đây này. Có đi luôn không nhở? 30 máu chắc không đi đâu. Không thể đi được. 30 máu. Mất 10 máu thôi. Thôi được rồi. Tôi nghĩ là cố gắng giữ để lên 10 đi. Lên level 10 đi, kẹp thêm hiến tế vào. Hoặc ít ra để chúng ta cũng thêm được một cái gì đấy. Anh em nhá. Rồi. Anh em yên tâm. Đó, 16 máu đấy anh em ạ. Tôi sẽ kết liễu nó ở round tiếp theo. Anh em yên tâm. Nó chỉ chạy được một lần thôi. Chuyên gia xếp cờ ở đây, anh em cứ yên tâm nhá, anh em cứ tin ở tôi. Tôi sẽ ăn được nó ở round sau. Người coi như là counter meta. Đây rồi, hack. Món đồ này rất quan trọng. Lấy luôn. Ưu tiên là sẽ hack vào con bom nhá. Nhớ là ưu tiên hack vào con bom. Ô, đồ ở trên người con tôi lấy rồi không biết này. Ui giời. Rồi. Chúng ta lên 10 thôi. Cua lóc này. Tôi nghĩ là kẹp cua lóc rồi anh em ạ. Đây. Thôi không cần hiện tế. Một con hiện tế thôi. Ok. Này vào đây. Round này là round quyết định ở trong cái trận đấu này rồi. Có hai cái lỗ ở hai bên. Bỏ mày ơi. Mày vào đây. Con bom. Như nào. Bom không đặt được bom anh em ơi. Xếp lỗ là chuẩn đến vị trí tấn công. Và bây giờ ở đằng sau, cái con Sven nó sẽ vẩy hết. Mày chết chưa. Máy bay này. Máy bay. Ui bom. Đéo đặt bom kia. Đừng kẹt lấy giờ. Thôi xong rồi. Chấp cả bom ba luôn. Ba con ca lông của chúng tôi. Máy bay ba của chúng tôi. Ồ như nào. Ui xôi ui. Mẹ. Tôi chỉ lừa nó thôi anh em ơi. Người ta đường đường là kẻ khai phá ra meta thì người ta phải biết counter meta như thế nào chứ. Làm gì có chuyện dễ ăn tuần cơm như thế được. Xin giới thiệu với anh em chủ cờ lan siêu cấp vô địch GTD tuần cơm nhá. Mẹ. Nếu ăn hộ chắc là đối thủ cũng nghĩ là ăn được đấy. Cũng nghĩ là mẹ lên được bom ba, máy bay ba, rồi có cả coi như là ca lông hai con hai sao đấy. Gọi được thêm một con nữa là ba con đấy. Chắc là ăn được đấy. Nhưng không. Đen cho bạn rồi. Đen cho bạn khi mà gặp tuần cơm nhá. Người ta chơi meta trước bao nhiêu lâu người ta lại chả biết. Các cầu tơ. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Anh em thấy hay để lại một like cho tôi. Và đừng quên vào ngày mai chúng ta sẽ quay trở lại cái giải Game Today Champions League anh em nhá. Bye bye.
ok, đã bắt đầu bù phát không mất máu. Bù phát thứ hai bắt đầu mất máu. Ôi nhưng mà A Long cũng vậy, nhưng mà bây giờ mất máu kinh quá. Nào có mất được nữa không? Không mất được nữa. Lại một cái cú lật kèo, con này chắc chắn nó mất hai máu rồi. Con này nó khỏe quá. Càng ít máu thì cái kháng phép nó càng cường. Trận đấu kết thúc và A Long giành chiến thắng.